Chào mừng anh chị em và các bạn đến với khóa học 36 chiến lược kinh doanh và đầu tư bất động sản thực chiến cùng Phạm Văn Nam. Sự phát triển nhanh chóng của thị trường bất động sản làm cho các nhà đầu tư giàu lên một cách nhanh chóng. Đầu tư bất động sản thành công quan trọng nhất là gì? Chiến lược, chiến thuật hay là sự may mắn? Sai lầm đầu tiên và cơ bản nhất trong việc đầu tư bất động sản chính là việc nhà đầu tư không có chiến lược rõ ràng. Có rất là nhiều người mua một bất động sản nào đó chỉ vì có một người nào đó nói với họ rằng bất động sản sẽ tăng giá, tăng giá, tăng giá theo thời gian. Hoặc đôi khi nhà đầu tư quyết định mua một bất động sản chỉ vì họ biết rằng họ sẽ được hưởng một mức chiết khấu mà không xét đến việc mua bất động sản này họ có được đạt cái mục tiêu trong kinh doanh họ đề ra hay không. Đây là một khóa học mà tôi vô cùng tâm huyết và muốn chia sẻ tới anh chị em các chiến lược cụ thể trong từng lĩnh vực và trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư bất động sản nhằm giúp đỡ cho anh chị em có cái nhìn tổng quan về thị trường bất động sản tại Việt Nam, có kiến thức tổng quan về các mô hình đầu tư bất động sản phổ biến và chưa phổ biến tại Việt Nam để chúng ta có thể thực hiện thành công trong lĩnh vực này. Các anh chị có kiến thức cụ thể về chiến lược trong từng ngách nhỏ trong thị trường bất động sản vô cùng rộng lớn và linh hoạt. Biết được ưu điểm, nhược điểm trong từng mô hình kinh doanh, từ đó chúng ta rút ra được các cách làm cụ thể cho từng ngách của mình. Chúng ta biết được các bí quyết đơn giản để có thể thành công trong từng chiến lược đầu tư. Chúng ta có thể tạo ra nhiều ý tưởng để có thể đầu tư và kinh doanh bất động sản thành công. Nào, chúng ta cùng nhau chia sẻ, bình luận và làm các cái chiến lược này một cách cụ thể. Cảm ơn các anh chị đã có mặt ở đây trong khóa học vô cùng tuyệt vời này. Hẹn gặp lại các anh chị ở trong các video tiếp theo.